Xin chào quý khán giả thân yêu của Việt Quốc Channel. Bản tin chính ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị có nội dung như sau. Nguy cơ toang vì dịch, Việt Nam đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Việt Nam đang trong cơn bùng phát của đại dịch. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã cho giãn cách xã hội, cấm người dân ra đường. Bắc Giang, số người nhiễm tăng cao. Bình Dương cũng bùng phát mạnh và Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ bùng phát lớn. Nguyên nhân bùng phát là do bầu cử tập trung ngày 23 tháng 5 vừa qua. Đây là lỗi rất lớn của chính quyền, họ đã xem mảng dân rẻ hơn lá phiếu. Nay đã bùng phát, người Trung Quốc lại kéo sang Việt Nam, tình hình trở nên khó kiểm soát hơn. Thưa các bạn, Việt Nam đóng cửa biên giới gấp nếu không toang thủ đô Hà Nội. Vì hàng nghìn người Trung Quốc tràn sang, những ngày này, chính quyền Việt Nam đang ra lệnh giới nghiêm vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát tại Huế và nhiều tỉnh thành khác nhau. Vì lệnh giới nghiêm và lấy danh sách những người lạ mặt, nên một số sự thật đã được hé lộ. Nhiều kẻ tội phạm trốn truy nã mấy chục năm, tự nhiên hết chỗ ẩn náu, lộ mặt ra ánh sáng, song song với việc kiểm soát nhân sự trên đất liền. Chính phủ cũng ra quyết định khám xét, bắt giữ tất cả tàu bè ra vào Việt Nam trái phép. Nơi đây đã lộ mặt nhiều tổ chức phản động xâm nhập vào Việt Nam để thao túng nền kinh tế của Việt Nam. Thông tin mà báo chí đăng tải đang làm dư luận xôn xao, vụ việc đột kích của đặc nhiệm quân khu 5 đã bắt giữ hàng chục gián điệp cùng tài liệu truyền đơn tiền giả, có cả vũ khí nóng nhắm vào con tàu xà lan ngụy trang, tàu chở than cập bến sông Hương, thành phố Huế của lực lượng nhà nước Mông và tổ chức phản Lý Trường Chinh. Từ khi Trung Quốc thực hiện âm mưu và thủ đoạn lôi kéo Lào và Campuchia ra khỏi vòng ảnh hưởng của Việt Nam và lợi dụng vị trí hai nước láng giềng có chung đường biên giới giáp tỉnh Việt Nam, tỉnh Bão Hoa Nam và chủ trương các toan tính thống trị ba nước Đông Dương đều là những nước nằm trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Đây là một tổ chức có ảnh hưởng và tầm quan trọng trong khu vực mà còn cả trên thế giới. Trung Quốc để cho thành lập các lực lượng chống đối Việt Nam trải dài, chủ yếu tại các khu vực biên giới. Trong số các tổ chức như Chân Trời Tự Do, Vạn Lý Trường Chinh, Phục Hưng Campuchia, thì tổ chức lực lượng nhà nước Mông có vẻ như được tình báo Hoa Nam ưu ái nhất, bởi lực lượng này phần lớn được quy tụ từ những thành viên người dân tộc Hơ Mông Mèo và Thái, sống ở các tỉnh biên giới Tây Bắc và Tây Nam. Các giới lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc coi như là những dân tộc có các đặc tính hiền lành, chất phát, trung thành và đặc biệt là rất can đảm so với người Kinh. Người Việt gốc Hoa là người Khmer Krom miền Tây. Phần lớn các biệt kích của lực lượng nhà nước Hơ Mông ở Lào là những thành viên từng liên quan đến nhóm đối tượng Vàng ở Bản Nằm Mì, xã Mường Tông, huyện Mường Nhé, chủ mưu tiến hành gây rối để xưng vua lập vương quốc Mông tại bản Khuổi Khôn, xã Nằm Kè, huyện Mường Nhé. Xảy ra vào khoảng giữa năm 2011, sau khi bị khởi tố thì Lâu An liền trốn khỏi địa phương. Đến tháng 8 năm 2018 thì quay lại móc nối với Sùng A Xính, một đối tượng khác, và tổ chức lập lại nhà nước Hơ Mông và lôi kéo các đối tượng khác tham gia. Như chúng ta đã biết, vào ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 năm 2011 đã có khoảng 7.000 người Mông từ nhiều địa phương khác nhau ồ ạt kéo về bản Khôi Khôn, xã Nằm Kè, tụ tập các đối tượng đã dựng sẵn khoảng 300 liều lán bằng bạt để từng hộ dân vào ở lập tại hai đầu bản, còn bố trí người canh gác gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Luận điệu của Vàng A Xính và đồng bọn là bà con cứ đến, bà con sẽ có thế lực siêu nhiên xuất hiện, dùng đám mây bốc tất cả đến một nơi ấm no, hạnh phúc, một miền đất hứa. Ngoài ra, bọn chúng còn hù dọa đến ngày 21 tháng 5 năm 2011 thì cả thế giới sẽ chìm ngập trong trận đại hồng thủy, trừ vùng đất hứa, vua sẽ ban cho mỗi gia đình 80-100 triệu đồng. Nhưng trước khi được vua cho tiền, thì họ phải nộp một khoản tiền đại loại như là hội phí tham gia là 3 triệu đồng. Nhiều người đã bán nhà, bán cửa, bán đồ đạc, ruộng nương, trâu bò để đến vùng đất hứa này chờ đón sự xuất hiện của vua, đưa về ngôi nhà riêng cho người Mông. Nhưng sự thật thì thế nào? Gần 7.000 con người sinh hoạt khép kín trên bãi đất chưa đầy mét vuông, nhưng lâu nhất gần 20 ngày, ngắn nhất là một tuần. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn, làm dịch bệnh lan nhanh và một số người trẻ đã chết, các đối tượng đã đẩy đồng bào vào quay phim, chụp ảnh, làm tư liệu và nhanh chóng trốn ra nước ngoài để nhận thù lao và nhiệm vụ mới. Sau khi bị công an triệt phá và truy tố một số đối tượng đứng đầu vào tù, tìm một lượng lớn, người còn lại đều được Vàng A Chu, con của Vàng Pao, một nhân vật lừng lẫy và có ảnh hưởng một thời trên đất nước Lào, lôi kéo tham gia vào đội quân của lực lượng nhà nước Mông.
Sau khi lật Trung Quốc hậu thuẫn, trợ giúp vào năm 2020, lực lượng này dưới sự lãnh đạo của Vàng A Chu hiện tại thường xuyên tổ chức các đợt xâm nhập chống phá chính quyền Việt Nam dưới sự giật dây của Trung Quốc. Sau khi bị quân đội Việt Nam tiêu diệt tại núi Nùng Cố, tỉnh Hà Giang, thì nhanh bên Lào lại tiếp tục có các hoạt động chống Việt Nam, mặc dù đã bị lực lượng đặc nhiệm Rồng Đen của Việt Nam đánh cho tơi tả ngay tại đất nước này. Vào tối qua, khi màn đêm trên sông Hương đặc quánh một màu đen, thỉnh thoảng mới thấy le lói ánh đèn từ các tàu thuyền chạy qua như sinh hoạt thường gặp. Mỗi ngày dòng sông nổi tiếng có tên là sông Hương. Trong lúc này, khi đã có các thông tin tình báo và các trinh sát đầy đủ, Công an Thừa Thiên Huế kết hợp với lực lượng an ninh, bảo vệ chính trị cho Đại tá Hoàng Văn Vĩnh, chỉ huy, mở chuyên án nhằm đập tan âm mưu, nguồn truyền đơn, tài liệu, tiền giả và cả vũ khí vào trong nội địa, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, tiềm lực của quân sự Việt Nam, gây hoang mang cho người dân và niềm tin vào nhà nước. Ban chuyên án đã lập ra kế hoạch phá án rất chi tiết, vừa đảm bảo hiệu quả đánh án, vừa bảo đảm an toàn cho lực lượng phá án cũng như các đối tượng phạm tội trên địa bàn sông nước vào ban đêm. Theo nguồn tin từ trinh sát, thì ban chuyên án quyết định đột kích, bắt quả tang tàu của lực lượng biệt kích. Khi giao hàng cho các đối tượng tham gia ở trong nước, ban chuyên án đã báo cáo lãnh đạo bộ cho phép lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Thừa Thiên Huế tham gia phối hợp phá án, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng mũi tấn công. Theo đó, có hai tổ tấn công chính, một tổ là trong những chiếc cano, xuồng máy của Thanh tra Giao thông Đường thủy, Cục Đường thủy Nội bộ Việt Nam, đố cách địa điểm xác định sẽ diễn ra chuyển hàng khoảng 3 cây số. Tổ trinh sát thứ hai núp ngay trong những rặng tre ở bờ bên phải con sông, nơi xác định cách biệt kích sẽ neo tàu để thực hiện việc tuần hàng. Trong đó, xác định rõ ràng lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát cơ động ngoài việc bắt giữ các đối tượng còn có nhiệm vụ soi đêm, soi đèn, giám sát kịp thời cứu hộ, cứu nạn, bắt giữ khi phát hiện các biệt kích phản công và nhảy xuống sông nhằm tẩu thoát sang phía bờ trái, thì cũng có một tổ công tác quân phòng. Trường hợp các đối tượng nhảy xuống sông bơi về bờ theo đúng kế hoạch, thì tổ công tác đã vào vị trí ém quân vào tối. Vào ngày hôm qua, khi các đối tượng trên bờ xuất hiện và lúc tàu xà lan của lực lượng biệt kích cập bến để phối hợp cùng các đối tượng trong nước chuyển hàng lên bờ và vận chuyển vào trong, thì Đại tá Hoàng Văn Vĩnh ra lệnh ra hiệu lệnh tấn công. Lúc đó, khoảng 20 giờ đêm, nhiều chiếc xuồng máy từ tổ trinh sát gồm một tổ trinh sát số 1 gồm khoảng hơn 70 người xé nước lao đến rất nhanh. Các trinh sát từ trên tàu quay mình sang tàu xà lan. Tổ thứ hai gồm khoảng hơn 80 trinh sát đang ém quân từ bên bờ phải cũng lao ra bến sông phá đèn sáng và kêu gọi các biệt kích đầu hàng. Các đối tượng biệt kích một lần trên bờ bị bất ngờ không kịp kháng cự. Bỗng dưng có vài đối tượng bên trong tàu ngoan cố dùng súng bắn ra, một trinh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương khi bị lực lượng trinh sát của tổ số 1 trên tàu tiêu diệt. Tuy có tổn thất nhỏ, nhưng trận đột kích đã diễn ra thành công. Lực lượng công an Việt Nam ngoài bắt súng hơn 58 tên biệt kích còn thu giữ một số lớn vũ khí, chất nổ, tiền giả, tài liệu truyền đơn trên con tàu được giấu kín trong các xà lan ngụy trang bên ngoài là tàu chở than. Vụ bắt giữ này tiếp tục là một đòn giáng mạnh vào Cục Tình báo Hoa Nam của Trung Quốc cũng như là lực lượng nhà nước Bộ Công an đang chỉ đạo Cục An ninh điều tra tiếp tục mở rộng công tác điều tra để bắt giữ các đối tượng trong nước có liên quan đến các hoạt động của tổ chức phản động này. Trung Quốc đe dọa Việt Nam ở cảnh nước lớn, không muốn bị đánh thì phải ngoan. Họ có súng ống, vũ khí tối tân, hiện đại thật đấy. Nhưng người Việt Nam luôn biết lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thấy cường bạo. Đông Phương Nhật Báo xuất bản tại Hồng Kông vào ngày hôm qua đăng bài phân tích Ngưu Bạch Phú, một chuyên gia về quan hệ chính trị Trung Mỹ, đã bình luận rằng giới chức Trung Quốc đang nghiên cứu áp dụng binh pháp tôn tử để đối phó với Mỹ, Nhật và Việt Nam. Trước đó, với Mỹ thì dùng mưu, với Nhật thì dùng ngoại giao, còn Việt Nam thì dùng quân sự. Ngưu Bạch Phú dẫn binh pháp tôn tử thường binh phạt, giao kỳ thứ phật, bình kỳ hạ công thành và diễn giải ý nghĩa kẻ cầm quân thưởng sách là dùng mưu kế để sử dụng ngoại giao. Thứ nữa, dùng binh và cuối cùng là sách mới là công thành. Ông Phú lý luận, sở dĩ Bắc Kinh tính toán tới thủ đoạn phạt binh, tức là dùng vũ lực với Việt Nam, là vì tính đặc thù quan hệ Việt Trung và tương quan lực lượng hai bên. Quan hệ Trung Việt khác với quan hệ Trung Mỹ ở chỗ Bắc Kinh là hai cường quốc hạt nhân phụ thuộc nhau rất lớn về kinh tế. Nếu dùng quân sự thì cả hai đều phải trả giá quá đắt. Quan hệ Trung Việt khác quan hệ Trung Nhật ở chỗ
tương quan lực lượng quân sự ở Tokyo, Bắc Kinh không chênh lệch là bao nhiêu. Nếu Trung Quốc dùng vũ lực với Nhật Bản thì chưa chắc thắng nổi. Quan trọng hơn, sau lưng Nhật là Mỹ và một hiệp ước đảm bảo an ninh rằng buộc một khi xảy ra xung đột quân sự, Mỹ sẽ nhảy vào. Đó là lý do tại sao tranh chấp lãnh thổ Hoa Đông dù rất căng thẳng nhưng chỉ dừng lại ở phạt, khó rời xuống ngưỡng Phật Bình dùng vũ lực. Tuy nhiên, quan hệ Trung Việt thì đơn giản hơn nhiều. Ngưu Bạch Phú khẳng định, thứ nhất, thực lực kinh tế quân sự của Việt Nam kém hơn Trung Quốc. Thứ hai, quan trọng hơn là tranh chấp lãnh thổ Trung Việt thực tế là Trung Quốc xâm lược đảo Hoàng Sa, bảy bãi đá ở Trường Sa của Việt Nam và nhảy vào vùng tranh chấp cả vùng đặc quyền kinh tế, tiềm lục địa của Việt Nam lại không liên quan gì đến Mỹ. Ngưu Bạch Phú cho rằng, một khi Trung Quốc dùng vũ lực với Việt Nam thì Bắc Kinh khỏi lo, Mỹ sẽ can thiệp quân sự. Thậm chí Bắc Kinh còn tự tin hơn khi áp lực ngoại giao, kinh tế và quân sự để chiến thắng Việt Nam. Không chỉ có vậy, Trung Quốc còn có thể chuyển hóa mâu thuẫn nội bộ, tăng cường tự tin cho giới chức cầm quyền thông qua cuộc xung đột với Việt Nam. Vì vậy, Ngưu Bạch Phú cho rằng nguy cơ mâu thuẫn Trung Việt có thể bùng phát thành xung đột quân sự cục bộ rất cao. Tàu thuyền của Việt Nam đang thực thi pháp luật ngăn cản kêu gọi giàn khoan Trung Quốc trên Táp Oan cùng hàm đội tàu hộ tống rút khỏi vùng biển của Việt Nam và đang bị Trung Quốc hành hung gây hấn. Theo Ngưu Bạch Phú, có thể dẫn đến một cuộc chiến quy mô nhỏ. Ông Phú thừa nhận có ít nhất nhiều người cho rằng nếu Trung Quốc dùng vũ lực với Việt Nam sẽ bị lên án ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng kết luận đó là thực tế tàn khốc khủng hoảng Ukraine đã cho Trung Quốc thấy luật chơi trên sân khấu chính trị quốc tế không hề thay đổi. Một nước nhỏ mà ở cạnh một nước lớn đang dở mình trối dậy, nếu không muốn bị đánh thì hãy ngoan ngoãn nằm im, chứ để nước lớn phiền lòng, một quan điểm cực kỳ ngông cuồng và hiếu chiến. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe tin tức thời sự của Việt Quốc Channel. Hãy bấm like và đăng ký kênh để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.